Con con à. Ân chị. Hello Ân chị. Quan hệ về đây. Ai chạy chứ? Xin chào mọi người. Mình là Timmy Chi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân bay quốc tế Hồng Kông và sẽ ở lại Hồng Kông trong một ít hôm. Nhân đây thì mình sẽ làm cái vlog đầu tay của mình trải nghiệm về Hồng Kông cho các bạn xem nhé. Ở kênh Timmy Chi Vlog thì mình chủ yếu sẽ quay những trải nghiệm về Hàn Quốc, nơi mà mình đang du học. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình quay thật nhiều video trải nghiệm cho các bạn xem. Cảm ơn tất cả mọi người. Quay lại với đất nước Hồng Kông thì Hồng Kông có vào khoảng 7.500.000 dân, trong cái diện tích rơi vào khoảng 1.100 km² các bạn ạ. Và cái lãnh thổ Hồng Kông nó được chia thành 3 phần. Phần đầu tiên đó là cái bán đảo Lan Tâu, ở nơi mà có sân bay quốc tế Hồng Kông, mình đang vừa ở đấy đi ra đấy. Và cái phần thứ hai nó là cái bán đảo Kowloon, nó là cái, và cái phần mở rộng của cái bán đảo đấy gần đây nữa. Tại vì cái phần bán đảo Kowloon và phần mở rộng ấy nó sẽ được nối liền với cái phần đất liền của Trung Quốc ở phía Bắc. Và phần thứ ba là cái bán đảo Hồng Kông. Và để đi từ cái Kowloon và Hồng Kông thì các bạn phải có thể đi taxi xuyên qua một cái hầm dưới biển hoặc là đi phà. Có hai đường để chúng ta chọn. Trong cái chuyến đi này thì mình đang có việc, tức là đi hội thảo khoa học ở Kowloon, và khách sạn thì lại nằm ở bán đảo Hồng Kông. Còn sân bay thì nó đang ở Lan Tâu. Nói chung là lòng hằng phết đấy. Mình phải đi tàu từ sân bay này, xong đến sân bay này, qua biển này, sau vào đến bán đảo Kowloon, và từ Kowloon đấy sẽ bắt taxi đi đến khách sạn ở bán đảo Hồng Kông. Mình đang bay sang Hồng Kông là từ Hàn Quốc các bạn nhé. Với người Hàn thì họ nhập cảnh Hồng Kông ấy, họ không cần phải xin visa, tại vì cái hộ chiếu của họ khá là mạnh. Họ có thể nhập cảnh vào rất nhiều các nước mà không cần phải xin visa trước. Nhưng mà với người Việt mình thì mình cần phải xin visa để vào Hồng Kông các bạn nhé. Điều đặc biệt là chúng ta phải xin visa Hồng Kông ở Đại sứ quán Trung Quốc ở nước mà mình đang ở. Ví dụ như mình đang ở Seoul thì mình cần phải tìm đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul. Tại vì là Hồng Kông đã là một khu tự trị của Trung Quốc kể từ năm 1997, sau khi kết thúc 99 năm là thuộc địa của nước Anh. Để xin visa ở Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc thì thủ tục nó rất là nhanh gọn. Tầm khoảng 2 tuần là chúng ta đã có visa rồi. Phí visa nó rơi đâu đó vào khoảng 70.000 won, tức là bao nhiêu nhỉ? Nó rơi vào khoảng 1.500.000 Việt Nam đồng. Cũng không quá mắc. Và cái ấn tượng lớn nhất của mình đối với Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul đó là mình phải đi bộ vào và leo cái dốc khá là cao. Tại vì đại sứ quán nó nằm ngay trên quả đồi luôn. Hiện tại thì mình đang ở cái nhà hàng Tim Ho Wan, là cái chuỗi nhà hàng rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Và những món ăn mà mình ăn cảm giác giống món Việt Nam kinh khủng luôn, chẳng hiểu sao. Tại vì là các cái đầu bếp ở đây thì có tay nghề rất là cao, và tất cả các chuỗi cửa hàng đều được công nhận một sao Michelin cả các bạn nhé. Trong cái thời kỳ mà cái bán đảo Hồng Kông nó làm thuộc địa của Anh ấy, từ năm 1842 sau cái trận chiến tranh Nha Phiến, và cái chính phủ nhà Thanh bị thua và phải nhường phần lãnh địa Hồng Kông cho chính phủ Anh,
thì chính phủ Anh khi đấy đã biến cái thuộc địa Hồng Kông từ một cái làng chài điều hưu thành một cái khu trung tâm thương mại lớn của thế giới vào thời kỳ bấy giờ và cho đến tận bây giờ luôn. Cũng có thể đấy là may mắn đấy chứ các bạn nhỉ. Và Hồng Kông thì đã được trả lại cho chính phủ Trung Quốc từ năm 1997. Tuy nhiên thì hệ thống chính trị, hệ thống tư pháp, luật pháp ở đây thì đều đang còn sử dụng của chính quyền Anh thời kỳ cũ. Và hình như là được để lại 50 năm đến năm 2047 thì phải. Tức là từ năm 1997 đến 2047 thì sẽ phải trả lại hoàn toàn cho Trung Quốc. Không biết là đến thời điểm đấy thì nó sẽ xảy ra cái điều gì. Điều mình đặc biệt ấn tượng đối với Hồng Kông đấy là rất là đông đúc, rất chật người đông ấy. Và cái điều thứ hai đấy là phải một ngày mình ở Hồng Kông mình mới nhận ra đó là người dân ở đây đều lái xe bên làn trái cả đấy. Và có cái phương tiện giao thông công cộng ở đây thì rất là nhiều, từ tàu điện ngầm này, tàu hỏa này, taxi này, xe điện, rồi xe bus, rồi bến phà, rất là nhiều. Oh, all this food. Very similar to Vietnam. You're so beautiful. Why are you away? Hide my face. Your face. Record for some moment. No, you cannot hide. Và chợ đêm, gọi là chợ đêm thì nhìn giống chợ sinh viên kinh khủng. Có vẻ như thế đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình nhé. Chào.